Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua sự kiện trong tuần. Và hôm nay trở lại với cùng đối thoại với bác sĩ Ngô Bá Định. Xin được gửi lời chào với bác sĩ Ngô Bá Định. Xin chào, kính chào anh Đoàn Trọng và xin chào, trân trọng kính chào quý khán giả. Trong hai tuần qua thì chương trình của chúng tôi bận với tất cả những cái sinh hoạt của cộng đồng ở đây, Tết Trung Thu rồi tất cả những sự kiện liên quan đến một vài vấn đề tượng đài, bởi thế chúng tôi không có cơ hội gặp bác sĩ Ngô Bá Định. Nhưng mà hôm nay thì bắt buộc phải gặp bác sĩ Ngô Bá Định vì nhiều vấn đề cần phải đối thoại với bác sĩ. Bác sĩ khỏe không? Rất là khỏe anh, dạ vâng. Chúng này hơi bận nhưng mà rất là vui, rất là khỏe, tại vì mình thức dậy là mình thấy mình sắp sửa được khám bệnh và đi nhà thương và mình có thấy vẫn còn thở được. bác sĩ vẫn còn thở được. Nhưng mà thưa bác sĩ, điểm qua tình hình COVID ở tại quận Cam này như thế nào thưa bác sĩ? Rất là tốt anh. Dạ, vâng. Tốt, nói chung là Cali là bước ra khỏi cái vùng đỏ ra vùng cam rồi, tức là cái độ truyền nhiễm nó thấp và California là cái tiểu bang duy nhất, tôi nhớ là duy nhất và nhiều bang mà có số lượng tỷ số mà mình chủng ngừa cao nhất nước Mỹ. Nhưng mà cái số lượng người chết per capita per 100.000 người là thấp nhất nước Mỹ. Số lượng nhiều nhất thì Mississippi. Mà up there in top 5, top 10 thì là Florida, là Texas. Thì mời anh. Nhưng mà dưới cái tầm nhìn của một người với kiến thức y khoa như bác sĩ thì bác sĩ thấy tại sao mà chúng ta có thể nói là một phần nào cảm thấy an toàn khi cái Delta lây lan với tất cả những cái hiểm họa của Covid-19 càng ngày càng lớn? Thế tại sao Cali lại được bảo toàn được như vậy thưa bác sĩ? Mình sẽ nói cái tin mừng trước nha. Mừng trước bây giờ là nước Mỹ chúng ta là cái số ca nhiễm nó giảm 10%. Tức là hai tuần trước, thường nó tính theo cứ hai tuần, tức là 14 ngày. Cái 14 ngày trước đó là khoảng chừng tôi nhớ không làm là 150.000 đến 160.000. Dạ đúng rồi, 110 ngày. Có ngày cao nhất là 160.000 ca một ngày. Mà gần đây còn 134.000. Tức là nó giảm xuống khoảng chừng 10%. Nhưng mà số lượng người chết tăng lên 34%. Tại vì hồi đó cách đây 2 tuần trước đó, 14 ngày trước đó là khoảng chừng 1.500 đến 1.600 người chết. Nhưng mà 2 tuần gần đây nó lên tới 2.000. Tại vì mình phải bị bệnh trước, sau đó 4 tuần mới vô nhà thương, khoảng 3-4 tuần vô nhà thương, xong rồi khoảng chừng 6 tuần sau là mới có kết quả là chết. Trên cái kết quả chết nó đi khoảng 1 đến 2 tháng sau khi mà cái nó bị bùng phát. Cho nên khi mà bùng phát nó bắt đầu giảm xuống đó, anh phải đến 1 đến 2 tháng sau cái số lượng người chết nó mới bắt đầu mới giảm xuống. Tại vì cái graph đó, nó đi sau khoảng 1 đến 2 tháng. Thế thì bác sĩ có cái lời nhận định cuối cùng là trong cái đại dịch Delta này, cái cơn Delta này, thì thưa bác sĩ, cái lý do chính để đưa đến vấn đề lây lan và vấn đề tử vong là do ở đâu thưa bác sĩ? Chứ là chúng ta ngựa xe như nước, áo quần như nem, là chúng ta cái gì mà nhiễm là gì? Nhiễm là nó lây lan. Nếu mà chúng ta không có hai người thì lấy gì để lây lan? Đó, thì tốt nhất là người khôn, người trốn đến đông, người ta dạy, ta làm là nơi vắng vẻ thôi. Nếu mà nói thật, là tôi nhớ lại, tôi nhắc lại nhà từ năm 2020 đó, hồi mà tháng 4 đó, nếu mà tôi lúc đó tôi đã hình như đã có nói cho bạn bè tôi nghe là lockdown 3 tháng luôn. Lockdown 3 tháng rồi. Và nếu mà người nào ám sát tôi, giết tôi, chửi tôi, muốn treo cổ tôi gì cũng làm luôn. Tại vì tôi biết càng xa nhau ta càng sống lâu. Là tức là anh càng gắn lockdown, anh chỉ lo giãn cách, người nào có triệu chứng là phải test liền, phải cách ly liền, người nào có bệnh là mình phải cách ly liền. Nếu mà nặng đến mức là phải vô nhà thương, là phải thay vì một tháng nhưng mà 3 tháng luôn. Thì nhưng mà thứ nhất có thể là nước Mỹ sẽ nổi loạn thôi, tại vì nồi cơm bát gạo nó đang nóng đít quá. Với lại cái tinh thần tự do của nước Mỹ bao nhiêu cả trăm năm nay rồi, anh không thể nào mà bắt tôi làm mày làm kia, tụi vậy mày là phát xít, mày là cộng sản, tao phải treo cổ mày, tao lấy súng cho tới những cái tiểu bang Washington, Minnesota, lại Michigan đó, anh thấy không? Nhưng mà nếu mà cái bà Bird đó, là bà lúc đó là làm việc trong chính quyền mà là trong cái chương, trong cái chương trình cố vấn cho chống dịch đó, thì bà nói nếu mà phải làm lại đúng, bà sẽ lockdown dài hơn, thay vì một tháng bà sẽ lockdown hơn 2-3 tháng luôn. Mà nói thật, càng đeo khẩu trang nhiều, càng cách xa nhau, càng tránh tụ tập, thì mỗi lần anh thấy tụ tập ngày 4 tháng 7 vừa rồi đó, hay là những hành hương
ở bên sông Hằng ở bên Ấn Độ đó, Ấn Độ, dạ. Hay là bên Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh và những nơi mà người ta ý người ta tưởng là đại dịch không có đến Việt Nam đâu, là chúng ta sẽ chống dịch quá hiệu quả nữa, cho nên họ trở lại buôn bán, ca hát karaoke. Mình thấy tôi thấy bạn bè mình ở trên cái YouTube mà gửi qua đây tụ tập mà chẳng có đeo mask gì hết trơn mà ca hát mà microphone, một cái microphone mà dùng mà bao nhiêu người vâng, thì nói chung là càng tụ tập không đeo mask mà chưa có vaccine, hoặc là những người không có vaccine, không có vaccine, tức là chưa có chủng ngừa mà lại thích đi ra ngoài, thích hội họp, hội nghị đình đám, ngựa xe như nước, áo quần như nem, nhất là những mùa lễ lộc, Giáng sinh hay là Thanksgiving, và mới vừa rồi là 4 tháng 7 phải không ạ? Rồi trở lại học, rồi những cuộc thi đua về về sport đó. Yeah, and then football, basketball and cả đại học và professional. Yeah. Những lần đó khi mà anh càng đông đó, nó nhiễm là tốt nhất là không ai gặp ai hết ở nhà, nhưng mà đã gặp nhau không có mask, chưa có vaccine thì là cái chết thôi. Nhưng mà nước Mỹ tốt, đang đưa đến chiều hướng tốt, tức là giảm xuống từ từ, tôi thấy tử suất sẽ giảm xuống ở nhà thương Fan Valley on Coast Memorial. Tôi thấy đa số những con số COVID-19, cái ca trong nhà thương đang giảm xuống rất là đẹp. Nhưng cái đại dịch vẫn còn xảy ra đối với những ai, những người chưa có chủng người, những người không chịu chích vaccine hesitant, không thèm chích. Yeah. Hoặc là giả bộ vì lý do đi kia mà chưa chích. Tôi có một người anh bây giờ xin hỏi bác sĩ một câu, với một cái người có một cái tầm hiểu biết về vấn đề kiến thức y tế, mà bác sĩ là một trong những người đã hòa đồng với tất cả những người lây lan qua cái cơn đại dịch vừa qua. Thế bác sĩ nhìn qua cái đường lối của ông tân tổng thống Joe Biden trong 8 tháng qua về vấn đề đại dịch, từ con số 0 cho đến số 10, bác sĩ nghĩ nó nằm ở số nào? Còn cái đó mình không dám đánh giá anh. Nhưng mà bác sĩ thấy là nếu mà tôi là người được quyền thẩm quyền đánh giá thì tôi cho nghĩ khoảng 7-8. Những người mà 9-10 là tôi nghĩ là chắc là phải bị ám sát quá. phải ném đá quá, tại vì đã nói tôi đó, bản thân tôi cho 10 chứ tôi không dựa vào một cái metric nào mà để mà thẩm định đâu nha. Bản thân cá nhân tôi đó là phải cứng rắn hơn. Là phải không có ngựa xe như nước ông quần như em, không có cái chuyện mà đi ra ngoài mà tụ đình đám mà không có đeo mask mà chưa có vaccine. Anh chưa có vaccine này, cho dù thử đó anh, cho dù thử biết bao nhiêu người đã có nhưng mà thử vẫn negative. Biết bao nhiêu người không có triệu chứng nhưng mà trước khi mà anh có bị sốt, anh bị đau nhức trước đó 48 tiếng, anh đã có thể lấy cho người khác rồi. Cái đó là khoa học. Cho nên nếu mà tổng thống Biden, mình nghĩ là cho 7-8, nhưng mà nói nếu mà ông Trump là zero, tại vì ông Trump nói là it will go away like a miracle, chích Lysol, dùng tia tử ngoại, và ông không coi nặng vấn đề đeo mask và không có nói về vaccine. Cuối cùng ở Manhattan rally ngày 31 tháng 8, ông phải nói khuyên mọi người nên vaccine đấy, họ bu ông. Nói tại sao thì trước giờ chúng ta là không có tin vào vaccine, chúng ta đã cương định quyết định là 10 điều tâm niệm là hay mâu thuẫn. Sau một kỳ sao lại thay đổi vậy, họ bu ổng. Thì sau trong hậu trường ông nói là mày, ông nói với người chung quanh đó, nếu mà không chích ngừa làm sao con đủ số để mà đi vote cho ổng. We need our people to vote. We need our people là những người ổng. Tôi nói những người thích ổng đa số là người Mỹ trắng bảo thủ, mà vấn đề mà fundamentalist, những người mà giáo điều á, tin vào dùng Bible đó, những gia chẳng Anglo-Saxon và những người mà theo đạo Thiên Chúa giáo Tin Lành, và những người mà cực đoan đó là phải cai trị đất nước bằng Bible chứ không có luật pháp, không có khoa học con khỉ gì hết. Bible thì những người mà thượng đẳng thượng tôn da trắng, hoặc là những người da màu mà những vì những cái lý do có lợi ích cho họ, là trả thù người da đen, người nâu, ghét người Hồi giáo, hoặc là thích mua súng, hoặc là được trừ thuế, hoặc là quánh tàu, hoặc là họ chỉ biết cái vấn đề mà phá thai. Hoặc là họ là bản thân là người da đen da màu nhưng mà lại khinh bỉ người da đen da màu vì lý do vì họ cảm thấy họ có thể ngang được người da trắng, họ muốn bây giờ nhập. Thì phải chắc thì cảm ơn có bác những sĩ. Người đó họ họ bầu cho ông Trump vì bất cứ mà họ không biết là ông Trump là người mình nói cái hiểm họa phải không. Rồi mời anh. Thưa cảm ơn bác sĩ với tất cả những cái sự kiện liên quan đến vấn đề COVID-19, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chương trình hội thoại đặc biệt với bác sĩ Ngô Bá Định. Cao nguyên Gumtang, Hàn Quốc, vùng đất đã từ lâu với những huyền thoại về nhân sanh từ 1.500 năm về trước. Là ý của trời, sức mạnh của đất, lòng thành của con người. Thiên, địa, nhân, tất cả đã hợp lại thành vua của các loài thảo mộc. Đó là Gumtang nhân sâm,
có chất lượng hàng đầu thế giới. FEC International Home Shopping đã cho ra đời những sản phẩm nhân sâm, đặc biệt là dòng sản phẩm hắc sâm thượng hạng như sâm nước cô đặc, hắc sâm lát, hắc sâm linh chi viên, cao hắc sâm linh chi, trà rễ sâm, kẹo hắc sâm sugar free. Đặc biệt, Vinet Ginseng, chìa khóa tìm lại tuổi xuân dành cho phụ nữ. Để biết thêm chi tiết hoặc làm đại lý phân phối, xin gọi 714-868-6868. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua sự kiện trong tuần, đặc biệt là đối thoại cùng bác sĩ Ngô Bá Định. Kính thưa quý vị, chắc là gần đây quý vị đã nghe nói đến việc phát hành một cái cuốn sách của hai nhà báo nổi tiếng. Kính thưa quý vị, cuốn sách có tựa đề là Pearl. Bác sĩ có nghe cái cuốn sách đó không bác sĩ? Vâng, vừa ra ngày thứ ba này. Cuốn sách đã nói cách đây một tháng mấy rồi anh. Dạ, họ đã đề cập đến rất nhiều. Đã đề cập ông Bob Woodward. Yeah. Ông này ông đã interview ông cựu tổng thống Trump 19 lần đó. Đúng. Ông viết lại hồi đó cái cuốn sách mà cũng kinh khủng đó, ra vào năm năm ngoái là Race. Yeah. Còn cái quyển trước đó là tôi có thể nói tất cả những cuốn sách của ông ra đều tôi đọc. Kính thưa quý vị, đây là một cái cuốn sách viết bởi hai ký giả lão thành của Hoa Thìn Đốn. Kính thưa quý vị, đó là ông Robert Woodward. Robert Woodward năm nay đã tới 78 tuổi. Ông đã từng được nhận nhiều giải thưởng Pulitzer và đồng thời ông là một trong những người gọi là phân tích tình hình ở tất cả các kênh truyền hình rất lớn tại Hoa Kỳ. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta thấy giữa hai thế hệ, một Robert Woodward là một trong những vị lão thành và một người cây bút trẻ, đó là Robert Costa, một người viết cho Washington Post. Cả hai đều là những cây viết của Washington Post. Và Robert Costa là một trong những người bình luận cho những chương trình TBS, những chương trình của Public, cũng giống như MSNBC. Và Robert Costa năm nay mới có 30 tuổi thôi, nhưng là một trong những nhân vật có thể nói là thế hệ của những ký giả trẻ và cây viết trẻ. Và kiến sách, cái chữ Pearl đây, bác sĩ dịch một cái chữ mà rất là hay thì dịch là cái gì bác sĩ? Tôi nghĩ hiểm họa là cho đại đa số đúng nhất đại phải trà. Nhưng mà tôi nói chung chữ hiểm họa khi mà trên đài YouTube của chú Hoàng Bách đó, cái cuộc interview đầu tiên đó, mà gọi là thì tôi phải tìm một cái gì mà tính cách mà tổng quát mà nó đánh thẳng vô, thì ngày hôm đó tôi nói cái đề tài là tổng thống Trump là cái hiểm họa trong năm cái mặt của đất nước Mỹ này. Thứ nhất là cái security, thì mối quan hệ ổng với lại người Nga về vấn đề tiền bạc và vấn đề mà gái gỏng ở Moscow năm đó, và ổng rất thân với người Nga. Cái thứ hai là vấn đề mà mạng sống con người, tại vấn đề cái quản lý đại dịch mà coi thường đại dịch mà đặt cái quyền lợi chính trị và cái quyền lực với lại cái viễn ảnh kinh tế mà sợ cái thị trường chứng khoán này nọ đó, và rất là khoản học làm chết người. Cái thứ ba là cái hiểm họa đối lại cái nền đoàn kết của nước Mỹ, là tại vì ổng lên ổng nói những chuyện mà cứ khoe khoang và nói những điều mà để mà chia rẽ, nhưng mà để mà cứ cái chuyện mà người Nga theo tình báo đó, cho đến giờ này tôi biết người Nga sẽ lợi dụng bất cứ chuyện nào, từ nhỏ đến tờ giấy cho đến đại dịch cho đến cái mask, cái gì mà chia rẽ nước Mỹ là họ sẽ tung tất cả những tài lực, tiền lực và thời gian và những trí thông minh tối cao của họ mà đem cái cyber army của họ đó. Cái cyber army là như là giống như là cái quân đội, nó ngang về đánh nhau bằng, thay vì đánh nhau chiến tranh bằng bom nguyên tử vậy, bây giờ đánh nhau bằng cyber, mà đánh nhau bằng internet, đánh nhau bằng công nghệ mà thông tin. Thì người Nga nếu có thể là tàu nó không nói, nhưng mà đằng sau nó cũng là đi theo Nga mà nó không nói tiếng nào hết. Và làm sao mà bất cứ cái chuyện nhỏ nhất, từ cái nút phén nút chai mà miễn là nó chia rẽ nước Mỹ, là chúng ta phải khai thác hết ra để chia rẽ nước Mỹ. Thì vấn đề ông Trump là cái người mà chia rẽ nước Mỹ kinh khủng nhất, nếu không nói là cả thế giới, mà người Nga nó đứng nhìn nó vuốt râu. Chưa bao giờ có một người nào mà chia rẽ nước Mỹ mà quá hiệu quả như ông Trump như vậy. Mỗi lần ông đứng lên nói là về là có người cha con giết nhau, cha vợ chồng ly dị nhau, bạn bè mấy chục năm bỏ nhau luôn, anh thấy không? Đó, cái thứ bốn là cái hiểm họa đối lại cái thượng tôn pháp luật và cái hiến chương, và cái hiểm họa thứ năm là
là cái uy tín và cái sự cái leadership, cái sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trên trong thế giới dân chủ tự do và cái thế giới tự do chúng ta và cái uy tín của Hoa Kỳ đối lại các nước khác. Năm cái đó tôi đã nói lần đó trong đài Hoàng Bách, lần đầu tiên là chú Hoàng Bách có cho mời tôi lên nói thì vấn đề thì bất ngờ bây giờ lại thấy cái cuốn sách có chữ hiểm họa trên mình ấy, mình nghe mình cũng rút râu, mình nói trời ơi cái chữ này là chữ của tôi mà sao ông vẫn muốn ông lại lấy của nó. Nhưng mà gặp tôi nói là đại họa. Nhưng mà cái chữ Piero mà World tôi nói là thiên tai đại họa, thiên tai thì có đại dịch phải không, nhưng mà đại họa cho nhân loại, cho loại nước Mỹ chúng ta là ông Trump. Tôi thì tôi thấy quyển sách cái chữ Piero là một cái chữ họ xài mà chúng ta không biết cái hiểm họa nó đến từ đâu. Chúng ta phải nói một cách trung dung tại vì tôi chưa đọc quyển sách được. Anh có quyền nói cái ý của anh, còn tôi chưa có quyền nghĩ cái quyển sách như thế nào. Nhưng mà quyển sách nó phản ánh một trong những sự kiện quan trọng nhất. Đó là một trong những người luật sư cố vấn cho cựu tổng thống Donald Trump, ông Eastman. John Eastman. Ông Eastman đã đưa ra một cái đường lối 6 điểm. Mà đến bây giờ thì chúng ta coi 6 điểm đó thật sự, nếu 6 điểm đó thành công thì thật sự đó là một cái Piero cho nước Mỹ. Nhưng theo tôi nghĩ thì đây là một cái hiểm họa cho toàn thế giới. Vì thưa bác sĩ, chúng ta đã tranh đấu với tất cả mọi khả năng của những người dân Hoa Kỳ đến từ khắp nơi trên thế giới, tương tự nền tự do đón nhận tất cả những người, ngay trong đó có người Việt chúng ta, để xây dựng một cái nền dân chủ. Không có độc tài. Mình bỏ đi vì sợ độc tài. Mà trong đó mới chỉ có 6 cái điểm đã đưa đánh mất đi một cái nền dân chủ đã được gầy công xây dựng trong 300 năm tất cả. Đó là một trong những cái vấn đề mà thế bác sĩ theo dõi cuốn sách thì bác sĩ nghĩ như thế nào? Vâng, thì cái 6 điểm John Eastman hắn ta đưa là cái 6 cái bước mà mình nói tóm lại, mình không nên viết là cái vị có thể đọc được. Nhưng mà là làm sao hắn ta nói cho ông Pence, cựu tổng thống Pence, là ông được hiến chương giao cho cái quyền có thể làm trọng tài, ông sẽ quyết định được cái kết quả bầu cử cái đó chính danh hợp pháp hay không, thì ông sẽ nói rằng cái cuộc kết quả đó là không có hợp pháp, và khi mà không có hợp pháp thì khi mà không có ai thắng đó thì ông sẽ nói rằng không có ai đủ 200 cái số 270 cái đại cử tri đoàn đó để mà thắng, tại vì một người 232, người 222 thì không có đủ, tại vì 7 cái tiểu bang mà không chiếm địa đó không có đếm, nó không có tính. Nói tại vì có sự mà gian lận và đánh cắp vậy đó, cho nên cái đó không tính. Mà không tính thì một người 222, một người 232 thì không có ai đủ hết, thì là không ai thắng hết. Mà khi không ai thắng thì mỗi tiểu bang sẽ chọn cái người nào là người thắng. Hạ viện sẽ ra một trước cái hạ viện. Nhưng mà có một cái điểm này trước khi Cộng hòa lại nắm đa số 26 trên 51 phải ngoài 50. Trong có 50 tiểu bang tất cả. 50 tiểu bang thì là chắc chắn là đa số rồi, sẽ bầu lại từ ông Trump sẽ ở lại tại vị. Thì chị ấy không bằng những cái mánh mô mà thật ra ông Pence ông tư vấn lại ông Dan Quayle, đó là phó tổng thống mà Cộng hòa đó. Thì ông Dan Quayle nói không có chuyện đó. Cái hiến chương chỉ cho anh cái quyền là anh đếm cái số ai đã thắng hay thắng, đếm lại cho nó đúng thôi và công bố nó thôi, chứ anh không có quyền mà là quyết định là ai thắng hay ai là không thắng. Tại vì nếu làm như vậy trên đời này vậy nước Mỹ khỏi bầu cử làm gì? Vậy cái ông phó tổng thống là cái người mà gõ đó, ông chỉ cần nói ai thắng là người đó thắng là đâu có được, hay là không ai thắng là đâu có được. Nhưng mà thưa người bác sĩ, bầu cử là cái số kỹ sư đoàn, cái số người dân Mỹ đã bầu ra, cái số đó là cái quyết định, chứ không có ai có quyền quyết định hết. Như thưa bác sĩ, có một cái vấn đề trước khi ông Eastman đưa ra một cái đường lối 6 điểm, thì ông có cơ hội mời hai ông vị thượng nghị sĩ mà hồi đó là chủ tịch và phó chủ tịch của Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Kính thưa quý vị, đó là thượng nghị sĩ Linda Graham và thượng nghị sĩ Lee và của tiểu bang Utah. Hai người này đều phải nói rằng là no, không thể chấp nhận và không thể làm cái này, nó không đúng sự, không đúng theo hiến pháp. Cũng giống như tất quý vị cho tôi tất cả những dự kiện mà nói rằng gian lận đi thì chúng tôi sẽ làm theo quý vị, và không có một cái dự kiện nào đưa ra không để họ cũng điều tra, họ gọi họ làm cái research riêng của họ. Thì ông Lindsey Graham ông nói Jesus Christ, nói phải đáng gì là tiếng Việt Nam nha, tôi đáng gì nha quý vị, trời ơi ông đã nói là có 100,000 cái kê là người, là những người chết mà đi bầu. Mà bây giờ tôi nói chỉ cần cho tôi 100 kê thôi, give me only 100 kê, mà cuối cùng một kê, chỉ có một kê thôi, mà người đó là lấy người chết là bầu là người mẹ vợ và vợ ruột của, và mẹ ruột của ông là bầu, mà bầu cho ông Trump. Làm sao mà tôi có thể nói được? Còn ông Mike Lee nói như thế nào anh biết không? Mike Lee nói là
cái này không có quốc hội nào mà giải quyết được cho anh vấn đề này à. Cái chỉ có complain với bà Queen Elizabeth. Nữ hoàng Elizabeth. Vâng, quý vị đang cùng với chúng tôi qua sự kiện trong tuần, đặc biệt buổi hội thoại với cùng bác sĩ Ngô Bá Định. Và chúng tôi sẽ ra với quý vị với nhan đề quyển sách Peril. Kính thưa quý vị, hôm nay thì trong buổi nói chuyện với bác sĩ Ngô Bá Định, chúng tôi sẽ dành tất cả những thời giờ để đề cập đến quyển sách và đặc biệt là một trong những sự kiện vừa được Ủy ban đặc biệt điều tra của Hạ viện ngày 6 tháng 1 đưa ra một cái tuyên bố, và trong chút nữa thì quý vị cùng với thảo luận với bác sĩ Ngô Bá Định. Nhưng trở lại sự kiện đó thì cho thấy rằng phải nói rằng là Phó Tổng thống Mike Pence, ông đã dùng tất cả cái lý trí và tư cách và giá trị nhân phẩm của một người công dân Hoa Kỳ, và ông đi đến một cái quyết định là không thể làm với tất cả những gì mà một trong những cái ủy ban gồm tất cả những người phụ tá của cựu Tổng thống Donald Trump đòi hỏi ông phải nên làm như vậy, để đi đến một cái kết quả rằng là nhìn nhận là trong 7 tiểu bang đó có vấn đề gian lận nên không thể có cái kết quả, và đi đến một cái kết quả là 232 và 220 thì không một cái ứng cử viên nào đủ cái túc số, đủ theo hiến pháp quy định là 270 đại cử tri đoàn chấp nhận. Và kính thưa quý vị, sau đó thì cái kế hoạch đó sẽ đưa đến Hạ viện, và Hạ viện sẽ bắt buộc mở một cái phiên đặc họp khoáng đại, và theo luật thì mỗi tiểu bang chỉ đưa ra một cái người bỏ phiếu, và cái người bỏ phiếu đó là cái người của khối đa số của cái đảng ở trong tiểu bang đó. Và theo những cái tình hình lúc đó thì có 26 vị đại diện cho Cộng hòa và chỉ có 22 vị của dân chủ. Thì nếu tất cả những sự kiện mà đúng theo dự trù của cái ủy ban cố vấn của cựu Tổng thống Donald Trump thì chắc chắn Tổng thống Donald Trump sẽ là người phá hủy một cái nền dân chủ mà chúng ta đã xây dựng trên 300 năm và để trở thành một vị Tổng thống ở nhiệm kỳ 2. Đó là một trong những cái đề tài quyển sách mà chúng tôi hôm nay qua bác sĩ Ngô Bá Định để gửi đến quý vị. Chắc quý vị thấy hình ảnh một cái hiểm họa, quý vị thấy hai màu, màu xanh và màu đỏ, và quý vị thấy ở phía trên là cựu Tổng thống Donald Trump, dưới là Tổng thống đắc cử Joe Biden, và tên của hai người ký giả viết cái sách này là Robert Woodward và Robert Costa. Thưa bác sĩ. Vâng, thì anh nên nhớ trong đó có nhiều điểm, từ từ mình sẽ nói hết. Bây giờ mình nói những điểm chính, anh nên nhớ là cái có nói về cái vấn đề ông Mark Milley đó. Ông đã gọi hai cú phone cho ông. Ông Mark Milley là tướng 4 sao và là chủ tịch ủy ban tham mưu liên quân. Thưa bác sĩ. Ông sẽ gọi cho ông Lee Zuchang, tức là tổng tư lệnh của gọi là quân đội giải phóng nhân dân Trung Cộng vào ngày 30 tháng 10, trước cái ngày bầu cử, và cái ngày sau là ngày 8 tháng 1, tức là hai ngày sau ngày biến cố sáu tháng một đó. Thì ông có nói là tại vì bà Pelosi đó, theo tình báo ông nói lại ông Miley là bên chính quyền Trump đó, ông Trump là có thể là khai chiến bom nguyên tử, chiến tranh nguyên tử, khai chiến thứ ba lại China, để mà khi mà có đại loạn như vậy ổng vẫn còn giữ lại tại chức tổng thống. Nhiều người nói tại sao ổng phải liều như vậy, tại sao ổng làm như vậy. Nói thật, tại vì ổng biết là khi ổng làm tổng thống thì ổng sẽ bị tình tiền tù tội tử tức tai tiếng, ổng sẽ đối diện lại biết bao nhiêu cái khó khăn. Từ đây đến cuối cuộc đời, hơi thở cuối cùng, ông Trump sẽ toàn là phải đi ra tòa, hầu tòa, nếu không nói là vào tù ra khám. Thì nó hiện giờ có 29 cái sự kiện tụng, mà nếu mà tập đoàn của ông lên tới 4.000 sự kiện tụng bây giờ đó anh, tại vì có những cái quyền tụng mà cái tập đoàn của ông thưa người ta nữa, và những cái tập chuyện nhỏ nhỏ nó không dính với cái lớn, mà cái lớn khoảng chừng hai mấy cái kiện tụng. Mà bây giờ thì cho nên là có cái tin tức tình báo nói là bên ông Trump có thể là muốn khiêu chiến bom nguyên tử lại Trung Hoa luôn, là để mà khi mà đại loạn như vậy đó thì ông thiết quân luật, ông vẫn giữ lại cái tại vị của ông, tại vì ông biết là khi mà ông không làm tổng thống là cuộc đời ông sẽ thê thảm lắm, người ta sẽ những cái cuộc kiện tụng hay những cái tham nhũng mà gia đình chị, nhưng mà nghĩa là cái sự kiện là ông nói láo nói xạo, mà bây giờ thì chưa, cái tương lai mình chưa biết như thế nào, là ông muốn quyết định bằng mọi giá để trở lại cái chức lại cái tổng thống đó. Thì trong tương lai quý vị thấy những lời tôi nó đúng như nào, tại vì tình tiền từ tội tử tức tai tiếng nó sẽ làm hết, quý vị sẽ thấy lời tôi nói. Ok, rồi trở lại vấn đề này, thì ông Mark Milley ông gọi cho Lee Zuchang hai lần, nói là nước Mỹ không có cái dự định mà tuyên chiến mà dùng bom nguyên tử tuyên chiến này, cho nên đừng, nếu mà có ai làm điều đó là
Điều đó là hoàn toàn không đúng, mà nó phải đi qua cái quốc hội. Tại quốc hội phải tuyên chiến mà là declare war lúc đó mới làm được. Chứ không ai có quyền một cá nhân đơn phương nào mà khai chiến, mà bấm nút mà khai chiến là được hết trơn á. Thì bên kia, tại vì bên tin báo của China trước khi bầu cử, họ cũng nói là họ cảm giác là nếu mà tổng thống ông Trump mà thua đó, họ có thể là nước Mỹ sẽ gây chiến nguyên tử với họ. Cho nên họ cũng có tình báo, cũng báo là cho một số tình báo trên thế giới đều biết. Cho nên Mark Milley ông nói gọi là không có đâu, nước Mỹ không có cái chuyện mà tuyên chiến mà khai chiến mà có tính cách bom nguyên tử như vậy. Cả thế giới này chết bao nhiêu triệu người chết thì bên kia nó mới an lòng. Thì cái vấn đề bà Pelosi bà cũng báo cho Milley, cái đó chuyện nhất. Cái thứ hai đó, ông tướng Milley. Dạ vâng, khi mà ông Woodward đó, ông interview lại ông Stephen Colbert đó. Stephen Colbert là cái ông mà rất là nổi tiếng trong vấn đề mà interview không thua vì ông Bob Woodward. Bởi vì là cái người mà khai ra cái bí mật mà Watergate, là ông biết cái bài mà Watergate em nhớ không, năm 1970, năm 1974, 73, 74. 73, 74 đó là ông, cho nên Bob Woodward là ông đã nổi tiếng từ lúc đó. Thì bây giờ ông này cũng là interview với ông Stephen Colbert. Thì ông Woodward ông nói là ông Trump, bản thân ông Trump là cái national security crisis, là cái sự khủng hoảng cho nên của an ninh quốc gia. Đó, nó ông không dùng chữ peril, không dùng hiểm họa hay là đại họa mà tôi đã dùng cách đây crisis, cách đây một năm mấy hai năm trước khi mà bầu cử. Thì ông dùng chữ crisis là cái khủng hoảng. Khủng hoảng nó còn kinh khủng hơn là hiểm họa nữa. Ok. Rồi, nhưng mà ông Colbert ông nói ông thấy như vậy là còn yếu quá. Ông dùng cái chữ là create a systematic threat for United States democracy, tức là cái hiểm họa, cái đe dọa nội địa từ bên trong lớn lao nhất cho nền dân chủ Hoa Kỳ. Vâng. Cái hiểm họa, cái mối đe dọa lớn nhất từ bên trong, dogmatic cho nền dân chủ Hoa Kỳ. Quý vị, vài năm nữa quý vị sẽ thấy sự thật mà ra thôi, nó sẽ chứng minh rõ ràng. Mà tôi thấy bằng cách đọc này đọc kia tôi đã biết rồi, tôi đã thấy rồi. Nhưng mà những người mà chưa tin hay là không có thời gian mấy mà nghe đọc thì từ từ cái sự thật nó sẽ không có dưới ánh mặt trời, nó sẽ từ từ lòi ra hết à. Nên nhớ quý vị nha, tôi biết những người bác sĩ, một số bác sĩ ở đây khi mà họ bị cái gì đó hả, họ bỏ ra một số tiền bao nhiêu đó hả, họ có thể lấy được cái bằng, không bị mất bằng. Muốn bỏ tù một người á khó lắm, về vấn đề mà khi mà họ có quyền lực, tài lực mà có những luật sư giỏi á khó lắm. Mà nên nhớ 13 người tay chân vây cánh của ông Trump đó là những đại tướng, những tỷ phú, những luật sư mà ghê gớm, họ biết đường đi nước bước hết, mà những tay đó đã bị vô tù là khó khăn lắm mới bước được nhà vô tù. Cho nên muốn bỏ tù mà kết luận tội mà ông Trump á hả, mà người tổng thống, nó khó vô cùng. Trên vấn đề mà luận tội, mà quốc hội luận tội ổng hả, bên lúc mà ổng còn làm, ổng dùng cái executive privilege thì ổng không có cho người nào ra làm chứng hết. Cho nên thượng sĩ mấy cái đàn mà đã bưng bô liếm đế, cái bọn Mark Meadow, cái bọn Rubio, những bọn đó, những Ted Cruz này nọ, mà McConnell nói no, tụi bay nói gì cứ làm đi, ở Hạ viện đi, lên sàn thượng viện, tới Bắc Kinh lót tao say no rồi chết liền tại chỗ, tại vì không có nhân chứng gì hết, không có được ai đường Sabina, không được hầu tòa hết. Nhưng mà bây giờ lại khác rồi. Xin mời anh, gần đây nó có gì khác. Khi bác sĩ nói rằng là những người khi có Sabina cái chat đòi, nhưng mà hầu họ được quyền hầu tòa, nhưng mà vì vấn đề an ninh quốc gia, họ đang đảm nhiệm những cái chức vụ mà không thể đi ra để khai báo tất cả những bí mật của quốc gia. Thì đó là lúc họ đang còn tại chức, tại thời. Nhưng đến bây giờ thì không còn tại chức, thì tôi nghĩ cái Sabina sẽ có hiệu quả. Mà trong chốc lát chúng tôi sẽ thảo luận với bác sĩ. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện liên quan đến những vấn đề mà chúng tôi xài cái chữ của kiến sách, đầu đề của kiến sách là peril, là một cái hiểm họa của một quốc gia Hoa Kỳ đã đối đầu với tất cả những sự kiện kể từ ngày 3 tháng 11 năm 2020 cho đến ngày 6 tháng 1 và sau đó là lễ tuyên thệ của tân Tổng thống Joe Biden. Kính thưa quý vị, tất cả những sự kiện liên quan đến tất cả những người chỉ huy quân sự, mà ngay cả ông tướng Mark Milley là một trong những vị tướng cao cấp, ông gọi là Chairman Chief Staff, nghĩa là Chủ tịch Hội đồng Liên quân của Hoa Kỳ, và đã có những cái đối thoại trực tiếp với vị tham mưu trưởng của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Và ông đã tuyên bố rằng là nước Mỹ không có đơn thuần bởi một cá nhân nào có thể tuyên bố chiến tranh hạt nhân với Trung Quốc. Thành quý vị đừng có lo về vấn đề đó. Đây là một trong những sự kiện chúng ta thấy cuộc sống bình thường. Nhưng lúc đó thì tại Washington DC, chắc quý vị thấy một cái cơn hiểm họa, và có thể nói là một mối đe dọa hiểm họa, cái đe dọa cho nền an ninh thế giới. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua sự kiện trong tuần, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong một giây lát.
Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với sự kiện trong tuần, đặc biệt qua cuộc đối thoại với bác sĩ Ngô Văn Đình. Và một lần nữa, thấy vắng bóng bác sĩ hai tuần thì cũng nhớ nhớ, bây giờ mới có sự trở lại của bác sĩ. Cảm ơn sự hiện diện của bác sĩ hôm nay. Nhưng hôm nay thì có cái cơ hội để thảo luận với bác sĩ, cũng giống như bác sĩ vừa mới trình bày, tất cả những cái nhân vật chủ chốt được Ủy ban Quốc hội mời ra để điều trần trong những cái buổi luận tội là impeach. Nhưng đến bây giờ thì lại có thêm một cái vấn đề mới, thưa bác sĩ. Và nó được đưa ra vào chiều ngày thứ Năm là Ủy ban điều tra đặc biệt về cái sự bạo loạn ngày 6 tháng 1. Họ đã đưa ra 5-6 cái subpoena, tự nhiên là cái trát đòi với những người cựu cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Donald Trump. Wow, đây là một sự kiện. Bác sĩ có theo dõi chuyện đó không? Vâng, vâng, mình cũng mới biết anh. Dạ, vâng. Thì, let's see, mình có... Thì trước tiên tôi muốn hỏi bác sĩ cái đã. Dạ vâng. Là bác sĩ, nếu những người đó có subpoena, họ cũng như những lần trước, họ impeach họ ra thì làm sao thưa bác sĩ? Vâng, thì lần trước tại vì Tổng thống Trump là có invoke cái gọi là executive privilege, cái đặc quyền của của người làm tổng thống, thì những cái gì mà ra làm chứng mà để khai về tổng thống thì ông tổng thống được quyền nói là những người đó không được ra. Thì mỗi lần hai lần mà luận tội đó lên tới thượng viện đó, anh thấy không? Thì ông dùng đó cho một số người là không có ra được. Nhưng mà bây giờ vấn đề là khác rồi, bây giờ tổng thống Biden. Cho nên những người mà gọi là ông Mark Meadows, đó là ông chánh văn phòng của Bạch Cung. Cựu chánh văn phòng. Ông Steve Bannon là cựu mà chiến lược gia. Vấn đề mà ông tranh cử. Cái tay ông Dan Scavino, tay này là hơi đen tối nha. Tay này chút mình sẽ nói nhanh về ông nha. Và Kasab Patel, tức là chùm về vấn đề mà communication, vấn đề mà truyền thông và truyền thông này nọ. Thì bốn tay này hiện giờ là không còn cái giữ tại cái chức vụ mà có đến liên quan đến cái secure của đất nước nữa. Với lại Tổng thống Trump bây giờ không còn là tổng thống tại vì nữa. Cho nên vấn đề mà dùng cái mà quyền lực, mà cái đặc quyền mà của người tổng thống để mà họ không có cho ra hầu tòa là không được. Ra điều trần thôi. Vâng. Cái thứ hai nữa là ông nói là tại sao không đưa chắc tòa ra điều trần cho những người mà Antifa với lại Black Lives Matter, BLM mà họ đã đến đó đã phá cái tòa nhà quốc hội đó, mà phá nền dân chủ và thượng tôn pháp luật của Hoa Kỳ. Trời ơi, anh nghĩ trong đám đó không có Antifa nào hết, không có Black Lives Matter nào mà đi tới ngày hôm đó mà phá quốc hội mà ổng nói. Mà nói đó là những người mà đang ăn gian, nó hay nói người ta ăn gian. Cái trong tâm lý học nó gọi là psychological projecting blame and guilt, tức là ăn cướp mà la làng á. Cái người mà cái gia đình của ổng là gia đình mà đưa vô để mà làm gia đình trị, mà tham nhũng rồi hám lợi trong vấn đề mà được mà những ba tăng môn bài với Trung Quốc hay là những cái chính sách gì đó làm mà. Thì ông lại nói gia đình của ông Biden là cái gia đình mà organized family criminal family, tức là giống như bà Bino hay là những cái mai tay mà đại gia đình mà mafia bên Ý mà bên New York này nọ. Bên Ukraine. Là vâng. Thì mà ổng là hay nói người ta nói láo, ông nói người ta bán nước. Ông hay nói là ông Obama là nên bị xử, ông bà Clinton là phạm tội là phản quốc, treason. Mà ổng inside, ổng biết ổng là người treason. Ổng biết là ông người làm phản quốc. Ổng làm những chuyện mà đặt theo đơn đặt hàng của Putin, Russia, làm chia rẽ nước Mỹ, ngồi xổm lên thượng tôn pháp luật Mỹ. Quý vị. Và làm cho đại dịch đúng không có làm chết nhiều người, và ổng nói láo quá nhiều đi. Vậy là cho nó lại anh trọng ổng là người truyền thông, cho nên ổng không muốn mất lòng ai hết. Cho nên ổng theo cái ý của ảnh đó, ảnh nói là peril là những cái sự kiện, nó là những cái hiểm họa. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ cái ý của ông Bob Woodward và ông Bob Costa đó, cái peril đó tức là peril đó, peril đó, tôi nghĩ đó muốn nói cái hiểm họa đó là chính là bản thân ông Trump. Tại vì tại sao chứng minh rõ ràng lúc mà phỏng vấn bởi Stephen Colbert, ông Woodward ông nói là ông Trump là national security crisis. Còn ông Stephen Colbert ông nói nói vậy thì không chính xác, là ông nói là ông là cái mối đe dọa từ bên trong lớn nhất đối với nền dân chủ Hoa Kỳ. Vậy thì cái chữ peril đó anh Trọng, peril đó tôi nghĩ đó là
ông Trump, vậy thì anh Trọng nghĩ sao? Thưa bác sĩ, tôi hoàn toàn tôn trọng cái ý kiến của bác sĩ. Cảm ơn anh. Và tất cả ngay chúng tôi cũng hoàn toàn tôn trọng ý kiến của ông Robert Guskua cũng giống như Robert Costa. Yeah. Nhưng mà thưa bác sĩ, ở nước Mỹ là một nước tự do, đúng, đúng. Tất cả mọi người đều được đều phát biểu. Và khi cái điểm chính là cái điểm cấu chốt là subpoena. Họ đó. Mời ra trước điều trần, lúc đó mới là hơn thua với nhau những cái lời nói có giá trị. Vì khi những người đưa ra những cái điều nói dối trước ủy ban điều tra là sẽ bị, khi họ đưa cái tay thể AP Davis lie on the oath, tự nhiên những người đó sẽ làm bị tội. Tại bởi sao thế, lại mời Meadow, lại Steve Bannon, anh Trọng okay. Có thể cho vâng. Thưa kính thưa quý vị, ủy ban điều tra đặc biệt về cái cuộc tội gọi là bạo loạn ngày 6 tháng 1, việc trước tiên họ là những vị dân biểu đại diện cho tất cả những người dân Hoa Kỳ. Một cái thẩm quyền tối cao của họ, họ được quyền mời tất cả những ai đến khi mà luật pháp cho phép, không bị vướng mắc bởi vấn đề an ninh quốc gia. Bởi thế những người như tôi thấy bác sĩ Ngô Bá Định nói một điều tôi hài lòng và tôi cũng đồng ý, là những người này hiện nay không còn bị vướng mắc đến vấn đề an ninh quốc gia. Và những người này đã từng có những cái hồ sơ liên quan. Bây giờ họ đặt vấn đề, quyển sách họ nói ra như vậy, thì bây giờ chúng tôi muốn nghe mấy anh nói như thế nào. Dạ, vâng. Trong ngày đó anh sẽ nói gì với sửa soạn cho cái vấn đề để ông Phó Tổng thống Mike Pence, liệu có ông có nói vấn đề hay không nữa? Cuốn sách là phần nhỏ thôi anh, dạ. Mà là cái vị trí của họ, cái chức vụ của họ. Tại vì ông Stephen là chiến lược gia vấn đề nhân quyền. Cái quyển sách nói về những cái người này ở trong những cái chức vụ đó. Chứ không phải là cái Pero không? Dạ, không, vâng, cái Pero đang dính vậy. Họ nói rằng cái quyển sách đã được phát hành. Và tất cả những sự kiện đó thì quý vị trả lời cho ủy ban chúng tôi biết, để chúng tôi có đủ điều kiện, có đủ tất cả những cái bằng chứng để chúng tôi kết luận về một trong những cái vấn đề đi ngược lại và có thể nói là cái hiểm họa của Hoa Kỳ. Bởi thế thưa bác sĩ Kip, tôi đồng ý bác sĩ hoàn toàn. Lẽ nhiên tôi là một nhà làm truyền thông, tôi phải tôn trọng ý kiến của mọi người, và khi chưa có một cái quyết định cuối cùng thì chắc lẽ chúng ta không điều đó không có nghĩa rằng là chúng tôi đứng một bên lề. Chúng tôi vẫn nhìn thấy vấn đề và chúng tôi mời những người như bác sĩ có hiểu biết để trình bày. Thưa bác sĩ. Vâng, thì ông Marmado là ông tránh văn phòng của bài cung. Dạ vâng. Thì ông là cái người mà đưa ra trong cuộc đó, inside. Dạ, ông biết từng ngày từng giờ. Vậy còn ông Steve Bannon là có họp với lại ông Trump ở cái hotel tên gì anh, cách đó có một cái buổi họp, ông Stephen Bannon là có gặp mặt ông cựu tổng thống Donald Trump. Và chắc quý vị cũng biết ông Stephen Bannon là một trong những người đảm nhiệm cái công việc truyền thông và là một chiến lược gia cho cái cuộc tranh cử của tổng thống Donald Trump. Và ông là một người được cựu tổng thống Donald Trump ân xá trong những ngày cuối cùng, thưa bác sĩ. Dạ vâng, thì cái cuộc họp đó, nên nhớ là cái ngày party mà là cuối năm đó, ở bên Florida, ông Trump ông không có dự luôn, mà biết bao nhiêu người mấy người mà mạnh thường quân ở đó đó, người ta trông chờ đợi ông để mà tôn vinh ông, để mà ăn mừng này nọ đó, để mà chuẩn bị chiến đấu mà lấy lại cái quyền tổng thống của ông. Nhưng mà ông lại không thèm, ông đi tại vì ông có những cuộc họp vô cùng quan trọng cho ngày 6 tháng 1. Chứ không phải là ông đi làm cái chuyện gì cho đất nước đâu. Ông đi họp lại Steve Bannon với Meadow và để mà biết sẽ làm gì là cái đường hướng 6 bước mà John Eastman làm sao. Với lại ông cũng gọi nói chuyện với ông Pence á, và ông có nói thẳng ông Pence, nếu mà ông không làm này chúng ta sẽ không còn là bạn bè nữa. Tôi thất vọng vì ông là tôi đang cộng tác với ông, đang cộng tác với tôi trong 4 năm. Nếu ông không làm cái gì mà tôi muốn ông làm, để mà tức là cancel, tức là decertify, tức là bỏ đi cái kết quả của những cuộc đại cử tri đó. Thì và cấp này Dan Scavino đó, hắn ta là một high school mà lúc đó tới một cái golf course mà sắp sửa phải bán đi đó, vậy thì lúc đó thì hắn ta là caddy, cái người mà mang theo cái trap mà đánh golf á, mà lý do hắn ta làm cho cái golf course đó và trở thành caddy cho ông Trump, cái người mà mang cái đồ golf cho ông Trump đó. Thì sau đó hắn ta sẽ làm manager cho cái góp khối của ông. Rồi sau đó hắn ta rất giỏi về vấn đề mà Twitter đó. Cho nên những cái Twitter đó mà vu van quá hạ mà rất là hiệu quả, mà nói rất là hay, mà trên cho ông Clinton, Obama hay là ông Biden này nọ đó. Cái Dan Scavino này hắn ta là người là viết những cái đó. Mà hắn ta là nằm chủ trì ở ngay cái góp khối. Mà quý vị nhớ không, mỗi lần mà có chuyện gì to lớn như đó, ông Trump đó,
ổng hay đi đánh golf lắm. Yeah. Mà tôi không biết ở mà muốn giữ cái gì bí mật á mà không có quay lên, không cái có chuyện này còn dài mà chắc tuần vâng. sau phải nhờ bác sĩ thêm một lần nữa. Tại vì đây là một trong những sự kiện quan trọng. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Đặc biệt chúng tôi kém may mắn không có nhiều thì nhờ nhưng tuần sau ở ngay cái chỗ này bác sĩ Ngô Bá Định sẽ đưa đến tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề mà nóng bỏng nhất của tình hình chính trị tại Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.